Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Truyền hình nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đang tích cực tham gia hỗ trợ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Dù giá trị vật chất nhỏ bé hay to lớn, thì những việc làm ý nghĩa của những tấm lòng thiện nguyện đó đã tiếp thêm động lực, niềm tin cho nhiều mảnh đời kém may mắn, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Buổi trưa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhiều bệnh nhân nghèo, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại các khoa, phòng đã có mặt tại sảnh chờ để nhận những suất cơm miễn phí. Tại đây, gần 60 suất cơm đã được trao tận tay đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Được biết, đây là một trong những hoạt động thiết thực nằm trong chương trình Hạnh phúc là sẻ chia, được chi đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh kết nối với các mạnh thường quân, nhà tài trợ cùng các thí sinh đạt giải cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023 tổ chức. Những suất cơm nóng hổi, đầy đủ chất dinh dưỡng, phần nào làm ấm lòng gia đình người bệnh để họ có thêm niềm tin, yên tâm điều trị bệnh. Rất là giá trị đối với tôi. Gia đình cũng khó khăn cho nên là được nhận cái suất cơm này là cũng đỡ một cái chi phí của gia đình, một phần nào đó của gia đình là cũng rất là cảm ơn. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá trên 600.000 đồng đến những bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các thành viên ban tổ chức chương trình đã đi trực tiếp tới tận các khoa, phòng để trao quà cho bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh khó khăn, không di chuyển được. Cùng với đó, ban tổ chức chương trình đã kết nối với salon tóc Kim Nhung, thành phố Điện Biên Phủ, thực hiện cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Anh đi chăm sóc của mẹ của anh đang mổ khoa mắt và các bạn trẻ đi làm từ thiện cắt tóc ở đây, rất tình nguyện cắt tóc cho mấy anh em và các bệnh nhân trong bệnh viện. Các bạn ấy thái độ chăm sóc và rất nhiệt tình và vui vẻ. Được bệnh viện tỉnh kết nối và tạo điều kiện cho mình nên cắt tóc cho mọi người là từ đầu năm 2023 này. Nghĩa là cứ một tháng hoặc hơn tháng thì bệnh viện nhắn tin hoặc gọi điện cho mình thì mình đều tham gia hoạt động này. Thì mình cũng sẽ là kết nối đau dài để phục vụ với lại cắt tóc từ thiện cho bệnh nhân được đau dài hơn, để giúp những bệnh nhân khó khăn để có một cái mái tóc trẻ đẹp hơn. Không chỉ phát cơm, cắt tóc miễn phí, ban tổ chức còn thực hiện chương trình giao lưu với các bệnh nhân nhằm phát động kêu gọi đại biểu, khán giả tham dự, đóng góp quỹ để ủng hộ bệnh nhân nghèo. Được biết, chương trình đã quyên góp được trên 21 triệu đồng. Số tiền này đã hỗ trợ cho 26 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Được sự đồng ý của Ban giám đốc bệnh viện, thì chi đoàn thanh niên của bệnh viện đã phối hợp cùng với các đơn vị tài trợ và các nghệ sĩ và nhóm Người đẹp Hoa Ban cũng như là các MC Nhung, Hồng Nhung của VOV để tổ chức một cái chương trình đem lại cái để chia sẻ những cái khó khăn ở trong bệnh viện và cũng làm giảm bớt những cái căng thẳng, stress trong quá trình điều trị, cũng muốn hướng tới một cái tinh thần nó thoải mái để phục vụ cho bác sĩ và bệnh nhân để điều trị nó hiệu quả hơn. Qua đợt lễ Người đẹp Hoa Ban vừa rồi thì cũng có cơ duyên quay trở lại Điện Biên và có tình cờ có những cái cuộc gặp rất là hữu duyên cùng với bên bệnh viện và cũng chứng kiến được cái việc là còn rất nhiều những cái bệnh nhân khó khăn, đặc biệt là những bệnh nhân thuộc đồng bào dân tộc thiểu số. Thì từ đó em và cùng với đoàn thanh niên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì phối hợp với nhau để tổ chức một cái chương trình. Thông qua chương trình Hạnh phúc là sẻ chia, chi đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng các mạnh thường quân, các nhà tài trợ mong muốn tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các bệnh nhân nghèo và gia đình bệnh nhân vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời gửi gắm tình yêu thương, chia sẻ của cả cộng đồng dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Em cảm thấy chương trình hôm nay là một chương trình rất là ý nghĩa, và bản thân em là người đẹp Hoa Ban thì em cũng ý thức được sứ mệnh của mình là lan tỏa yêu thương, lan tỏa lòng nhân ái đến với mọi người để xây dựng một xã hội giàu lòng nhân ái. Để nhân rộng lòng nhân ái đến với mọi người thì em sẽ tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện. Với tâm niệm hạnh phúc là sẻ chia, cho đi là còn mãi, nhiều hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã và đang thu hút đông đảo người dân tham gia, trong đó có sự đóng góp tích cực của nhiều bạn trẻ.
Và cũng chính từ những việc làm ý nghĩa ấy đã tạo môi trường để các bạn trẻ trải nghiệm, xây dựng lối sống tích cực, trách nhiệm với cộng đồng. Trong căn nhà nhỏ bé vừa mới được nhà nước hỗ trợ từ chương trình đại đoàn kết là cuộc sống khó khăn của ba bố con, em Ngô Cúc Linh, bản Pa Pốm, xã Thành Bình, thành phố Điện Biên Phủ. Năm nay Linh học lớp 4, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Thành Bình. Từ khi sinh ra, em đã thiếu hơi ấm, tình yêu thương của mẹ. Sau khi phát hiện bố bị bệnh thì cũng là lúc mẹ Linh bỏ đi và không trở lại nữa. Từ đó hai bố con sống nương tựa vào nhau. 2 năm trước, bố của Linh lấy vợ rồi sinh được một em trai. Nhưng em bé vừa chào đời thì dì cũng bỏ đi biệt xứ. Có lẽ do cuộc sống quá khó khăn, bố Linh lại bị bệnh, không có sức khỏe để đi làm. Chính vì thế mà những người thân yêu cứ lần lượt bỏ bố con Linh mà đi. Song cũng chính vì thế mà bạn ấy lại càng thương bố, thương em nhiều hơn. Tuy còn nhỏ nhưng Linh đã rất hiểu chuyện và có ý thức. Linh biết làm mọi việc trong gia đình, từ nấu cơm, chăn bò đến cả chồng em giúp bố. Ở nhà, em giúp bố nấu cơm, quay nhà, đi lấy củi, nấu cơm, cho em ăn. Em muốn xuống bố, đỡ mệt, em muốn nó đi học, em muốn bố khỏi bệnh. Sau khi hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Linh được phản ánh trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên, chi đoàn đài đã kết nối với nhóm thiện nguyện Hoài Nguyễn, Hà Nội, kêu gọi được một mạnh thường quân nhận nuôi em Linh với số tiền hỗ trợ 500.000 đồng một tháng. Số tiền này sẽ được các mạnh thường quân mua nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình. Đối với nhiều người thì số tiền này không phải là lớn, nhưng đối với hoàn cảnh khó khăn như gia đình em thì lại không hề nhỏ. Được hỗ trợ và gạo này, mắm này, muối mì chính này cũng đủ để trong gia đình tôi để nửa tháng, đã hỗ trợ cho các con tôi và cảm ơn nhiều. Trong thời gian qua, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đoàn viên chi đoàn đài phát thanh truyền hình tỉnh còn tích cực kết nối với các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để thực hiện công tác từ thiện nhân đạo. Trong 6 tháng đầu năm 2023, chi đoàn đã thực hiện và kết nối để hỗ trợ hàng tháng được hơn 10 gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền từ 500 đến 2 triệu đồng trên tháng, tặng 7 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó và nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo tại các địa bàn vùng khó với tổng giá trị trên 700 triệu đồng. Thông qua các hoạt động trên vừa thể hiện nghĩa cử cao đẹp, đồng thời cũng là môi trường giáo dục đoàn viên thanh niên về kỹ năng xã hội, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Điểm trường Pocasao đây là cái điểm trường mà có khó khăn nhất của trường mầm non Trung Thu. Tại trường thì ở điểm trường này thì có một giáo viên trên một lớp và tổng số học sinh thì có 22 cháu. Trong đó thì có đến 3 độ tuổi trong một cái lớp ghép 3-4 năm. Sau khi mà được đoàn thanh niên bên đài truyền hình tỉnh có kết nối với chị là Nguyễn Thị Giáng Ngọc và chị Hoài Nguyễn thì đơn vị trường tại địa điểm trường này được hỗ trợ một cái công trình vệ sinh. Cô trò cũng rất là phấn khởi và rất là thuận tiện trong cái công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Lực lượng thanh niên của chúng tôi thường xuyên được đi cơ sở đến những vùng khó khăn của tỉnh Điện Biên. Do vậy mà những hình ảnh hay là thông điệp chúng tôi truyền tải có thể đã chạm tới lòng nhân ái của nhiều tổ chức cá nhân, nhiều nhà hảo tâm. Do vậy mà công tác từ thiện và kết nối từ thiện trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Trong gần 5 năm gần đây, thì chi đoàn đài đã phối hợp với các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tổ chức được hơn 10 cuộc từ thiện, xây dựng được 3 điểm trường và trao hàng chục nghìn xuất quà tại các huyện vùng cao biên giới như là Mường Nhé, Nậm Pồ, Tổ Chùa hay Tuần Giáo với tổng kinh phí là trên 3 tỷ đồng. Và để phát huy tinh thần xung kích trong thời gian tới thì chi đoàn đài sẽ tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của Đảng ủy, Ban giám đốc đài, toàn khối cơ quan doanh nghiệp và sẽ làm tốt hơn nữa công tác từ thiện để kêu gọi những nguồn kinh phí hỗ trợ đến hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên với mong muốn là góp một phần công sức nhỏ bé của thanh niên đài đối với sự nghiệp phát triển chung của toàn tỉnh. Những tấm lòng nhân ái đã mang đến hạnh phúc cho nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Còn nhiều và rất nhiều những tấm lòng nhân ái đã và đang chung tay san sẻ, giúp đỡ và tiếp thêm động lực cho những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống, góp phần lan tỏa và đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
thực hiện chức năng tiếp nhận, nuôi dưỡng và quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Điện Biên đã trở thành ngôi nhà chung ấm áp của nhiều em nhỏ không nơi nương tựa. Tại đây, các em không chỉ được quan tâm chăm sóc cả về vật chất và tinh thần, mà còn được đến trường học tập, giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề để có cuộc sống ổn định trong tương lai. Nhiều em đã trưởng thành từ mái nhà tràn đầy tình thương yêu này. Con tên là Sùng Thị Ina. Năm nay con lên lớp 11 ạ. Và con vào trung tâm cũng được chắc phải 8-9 năm rồi. Và khi vào đây thì con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Thì kiểu mình mồ côi, không có cha mẹ thì rất là thiếu thốn tình cảm. Nhưng mà khi vào đây thì giống như là mình không chỉ là có một người cha, người mẹ, mà là có rất là nhiều cha, rất là nhiều mẹ. Thì mỗi một người mẹ, một người cha thì đều rất là quan tâm và dành tình cảm cho chúng con. Mặc dù là không phải là ruột thịt nhưng mà rất là yêu thương, chăm lo cho chúng con từng giấc ngủ, bữa ăn. Sùng Thị Ina là một trong số 73 em đã và đang được cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Điện Biên chăm sóc, nuôi dưỡng. Do mồ côi bố mẹ, bản thân em lại không có người nuôi dưỡng, thế nên Ina đã được cơ sở nhận vào nuôi. Những ngày đầu mới vào đây, Ina buồn lắm vì nhớ người thân. Song em đã được các mẹ, các cô và anh chị em quan tâm chăm sóc. Ina đã dần quen và hòa nhập rất nhanh. Phòng con bây giờ đang có 7 người ạ. Và có một em là năm nay lên lớp 1. Thì khi vào đây thì chúng con có những hoàn cảnh giống nhau. Cho nên là vì vậy nên chúng con rất là hiểu nhau ạ. Và vì hiểu nhau như thế cho nên là chúng con rất nhanh thân thiết và giúp đỡ nhau trong học tập cũng như lao động và những công việc hàng ngày. Thì mỗi khi mà các em cảm thấy kiểu khó khăn hoặc là nhớ người nhà gì đấy thì chúng con sẽ tâm sự với nhau. Hoặc là khi mà các em gặp những bài toán khó thì chúng con sẽ giúp các em giải đáp và yêu thương các em, dạy các em cách yêu quý các bạn cũng như là yêu quý các cô chú trong trung tâm và biết ơn đến những tình cảm mà các cô chú đã dành cho chúng con. Mỗi đứa trẻ được đón vào nuôi ở cơ sở đều có hoàn cảnh, số phận và tính cách riêng, song lại có một điểm chung, đều là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Để bù đắp những nỗi đau, thiếu thốn đối với những mảnh đời bất hạnh, nhất là xóa bỏ mặc cảm, tự ti để các con có cơ hội vươn lên trong cuộc sống và xuất phát từ tình yêu thương, các mẹ, các cô đã dành trọn trái tim yêu thương để chăm sóc, dạy dỗ các em như những đứa con ruột của mình, dù không mang nặng đẻ đau, không cùng huyết thống. Cũng chính từ đó, cơ sở đã gắn kết được những mảnh đời, những số phận không may mắn lại với nhau, tạo thành một mái nhà đầm ấm, hạnh phúc của tình mẫu tử. Em Ngải Trăng Phồng là chị cả của phòng số 3. Trong phòng có hơn chục em với nhiều độ tuổi khác nhau. Ngoài nỗ lực trong học tập, bản thân phòng còn trợ giúp các mẹ, các cô trong việc chăm sóc, dạy dỗ cho các em. Từ kể chuyện cho các em nghe, hướng dẫn các em học bài đến tắm cho các em nhỏ, cho em ăn, phòng đều làm bằng tình yêu thương và trách nhiệm của mình. Nhờ đó các em trong phòng rất yêu quý phòng. Chị chuẩn bị đi học ra khỏi trung tâm, chị chuẩn bị đi học nghề rồi. Em có nhớ chị không nhỉ? Có nhớ không? Chị đi thì chị mong các em ở lại phải ngoan ngoãn này, tập tốt, đặc biệt là dậy sớm, giúp đỡ các cô quét sân. Lúc đi học thì nhớ dắt theo các em theo nhá. Sang đường thì phải nhớ nhìn xe, nhớ chưa? Chăm ngoan, học giỏi. Học không giỏi cũng được nhưng mà phải cố gắng hết sức mình để tương lai tươi sáng. Sau nhiều năm nhận về nuôi, Phong cũng như nhiều anh chị em khác đều coi cơ sở là nhà, coi các cô, các chú là bố mẹ, các anh chị em là gia đình yêu thương của mình. Sau khi hoàn thành xong chương trình học trung học phổ thông, Phong đã được các mẹ, các cô tại cơ sở tư vấn lựa chọn và chuẩn bị đi học nghề tại Bắc Ninh. Con vào cơ sở này được hơn 9 năm rồi ạ. Nói thật thì con vẫn còn luyến tiếc rất nhiều điều ở đây. Con vẫn chưa thể nào mà bộc lộ hết được cảm xúc, tình cảm của mình dành cho các cô ấy. Con biết là tấm lòng của các cô nhưng mà con không giỏi thể hiện cảm xúc. Con rất là biết ơn các cô, các chú ở đây. Con
coi như là người cha, người mẹ nuôi nấng chúng con, quan tâm như người cha, người mẹ thật sự luôn ạ. Con đi thì con mong muốn các em ở đây sẽ cố gắng học tốt, sống tốt hơn này, cố gắng thay đổi số phận không may mắn của mình. Mong muốn mình sẽ cố gắng hết sức mình, dù không thể thành công thật sự nhưng mà mong muốn mình sẽ có một công việc ổn định để trước hết là giúp đỡ chính bản thân mình, rồi làm gương cho các em ở đây, sau này các em có thể noi gương mình cố gắng phấn đấu tốt hơn ạ. Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Điện Biên hiện đang quản lý và chăm sóc 73 đối tượng là trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cơ sở đã chú trọng trang bị những kiến thức, kỹ năng sống, tổ chức các lớp nấu ăn, may vá, các câu lạc bộ thể thao, giải trí. Các em lớn tuổi được tham gia các buổi nói chuyện về tâm lý, giới tính, định hướng nghề nghiệp. Từ đó đã giúp các em biết yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Trung tâm hiện nay có 73 con. Lứa tuổi thì từ 2 tuổi đến các con 17 tuổi đang học phổ thông trung học. Trong những năm qua thì trung tâm cũng rất là quan tâm đến các con, cho các con cả chăm sóc cho các con cả về vật chất và tinh thần, cho các về ăn uống thì cho các con ăn uống 3 bữa trên một ngày với đầy đủ chất dinh dưỡng. Trong hàng tuần thì các món ăn được thay đổi để các con hợp với khẩu vị, để các con có một sức khỏe tốt. Và cũng thường xuyên thì cũng tổ chức cho các con về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để các con nâng cao thể trạng để các con có một sức khỏe tốt. Nhiều con cũng rất là trưởng thành và có con thì cũng đã quay lại để hỗ trợ cho các em. Chính từ sự yêu thương đó, hàng năm tỷ lệ các em học phổ thông xếp loại học sinh khá giỏi đạt từ 60 đến 70%. Nhiều em còn đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi do ngành giáo dục đào tạo tổ chức. Mỗi lứa tuổi nó có một giai đoạn khác nhau, mỗi tính cách khác nhau. Thì đối với như kiểu các con mầm non, các em bé thì mình sẽ dành nhiều sự quan tâm, hướng dẫn cho các con làm những cái việc nhỏ như kiểu vệ sinh cá nhân, các thứ để các con có thể tự chăm lo cho bản thân mình. Còn các con lớn đến giai đoạn dậy thì cũng sẽ trải qua những cái giai đoạn ẩm ương giống như con mình ở nhà vậy. Thì khi đấy mình sẽ cần vừa rắn vừa mềm. Thế là mình có thể ngồi nói chuyện tâm sự với các con nhiều hơn để hiểu tâm tư các con. Hiện tại đang có những vấn đề gì vướng mắc, rồi là ở trường, ở lớp thì có chuyện gì không, xảy ra hay không. Ở trường thì các con có hòa đồng với các bạn hay không. Thì đấy, từ đấy thì mình sẽ đưa ra những lời khuyên, lời nói chuyện với các con thật là chân thành. Để động viên các em nhỏ cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập. Trong những năm qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều ban ngành, đoàn thể đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, bổ ích cho các em nhỏ nhân dịp các ngày lễ, ngày Tết. Chính từ sự quan tâm chăm lo đó, nhiều em nhỏ đã nỗ lực và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Xác định là công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Đoàn thanh niên và phụ nữ công an tỉnh chúng tôi trong thời gian vừa qua đã tổ chức rất là nhiều hoạt động thiết thực đối với các cháu trên địa bàn toàn tỉnh. Và trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên, các cháu thì 100% đều là trẻ mồ côi, có hoàn cảnh rất là đặc biệt. Bản thân các cháu thì thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần. Thế chính vì điều đó thì cũng muốn được san sẻ phần nào cái tình yêu thương dành cho các con. Từ khi thành lập đến nay, cơ sở đã tiếp nhận nuôi dưỡng hơn 230 đối tượng, trong đó có 11 người già cô đơn, không nơi nương tựa, 220 đối tượng trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp nhận 15 đối tượng là nạn nhân bị buôn bán. Đến nay, đã có 140 con trưởng thành, trong đó 37 con đang công tác tại cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp, còn lại các con đang sinh sống, lao động tại địa phương và có cuộc sống ổn định. Bằng trách nhiệm, tình yêu thương, cơ sở đã và đang ươm mầm, nuôi dưỡng nhiệt huyết cho những đứa trẻ mồ côi, sống tràn đầy hoài bão, lý tưởng, tự lập, vững bước vào đời bằng chính sức lực của mình để trở thành những người biết yêu thương và sống có ích cho xã hội. Chuyên mục Truyền hình nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.